Vâng, xin được kính chào toàn thể các bạn quay trở lại với kênh Tâm Eo. Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2024, hôm nay cũng là cái ngày cuối tuần. Em xin được gửi lời kính chúc đến toàn thể anh em một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình người thân. Và trong cái video ngày hôm nay, bên em tiếp tục dọn và xả cho anh em những cái bộ mic tuyển chọn cực kỳ là chất lượng. Ở đây là những cái bộ mic thương hiệu đến từ công ty BF, mã là K10. Một cái dòng mic đời cao, có gia tốc thông minh, có chế độ tự ngắt. Và điều đặc biệt là tất cả những cái tay mic ở đây đều là những cái tay sơn zin đâu nhé. Đều là những cái tay sơn zin hàng tuyển chọn. Tuy nó không được đẹp như sơn lại hoặc là mới, nhưng mà tất cả những tay chân đây thì đều là những cái bộ mic sơn zin. Và những cái bộ mic này thì cái giá hàng mới của nó dao động rất là cao, từ 5 đến 6 triệu. Và hàng bãi thì những cái bộ này thì nó cũng không hề rẻ đâu nhé. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay, em sẽ để cho anh em đang xem video này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một cái bộ mic có cả gia tốc thông minh, có cả chế độ tự ngắt. Tiếng thì cực kỳ là lịnh giọng và sóng thì rất là khỏe cho anh em làm show, làm sự kiện. Anh em đang xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang. Và anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và như thường lệ em sẽ giới thiệu qua em một chút về cái phần hình thức, và tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn em cách dò sóng mic. Em cũng test tiếng và báo giá luôn. Em nào mà không dài, anh em hãy xem kỹ ra là một cái bộ mic như thế này nó có thực sự chất lượng hay không, và cái giá hôm nay thanh lý cho anh em nó có rẻ hay không nhá. Thì ở đây là một cái dòng mic hàng chính hãng đến từ công ty BF của Đài Loan. Dòng mic trên thị trường đang bán nó chính là cái dòng mic BF-G11. Nó chỉ khác cái tên gọi thôi, nhưng mà thực chất nó là cùng một loại nhé. Và cái dòng này là K10. Đấy, và nó được thiết kế với một cái đầu thu mặt phay nhôm rất là đẹp. Và hai bên này thì nó có cả cái tai bắt tủ để cho anh em làm show, làm sự kiện. Anh em có thể dễ dàng bắt vào tủ âm thanh, tủ máy anh em làm show. Và đây là một cái bộ mic siêu hiện đại, phải nói là hiện đại nhất trong những cái bộ mic không dây hiện nay. Nó được vừa được tinh chỉnh cái độ nhạy ở trên đầu thu này, nó vừa tinh chỉnh được cái chế độ sóng xa, sóng gần, cũng như là nó có cả gia tốc thông minh, cũng như là chế độ tự ngắt ở trên tay mic. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn qua cho anh em. Và đầu tiên thì trong cái quá trình sử dụng thì em cũng dò sóng sẵn và căn chỉnh tiếng hết cho anh em rồi. Nhưng mà anh em nghịch vào đây không may nó mất sóng, em hãy dò lại bằng cách như sau. Ví dụ như mất sóng, anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này, sau khi nó xuất hiện một cái vạch sóng chạy thì anh em hãy để sát vào em cái màn hình của tai mic nhé. Sát màn hình của tai mic vào cái chữ IR trên đầu thu, chính là cái chữ IR này. Từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tai mic nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động mất sóng. Còn là nếu mất sóng bên B thì em chỉ cần ấn vào chữ set bên B này thôi. Và cái bộ mic này thì nó cũng có cả chỉnh độ nhạy ở trên cái đầu thu, thì anh em nhấn hộ em 2 lần vào cái chữ cái nút thứ giữa ở ba cái nút dọc này thì nó sẽ xuất hiện lên cái chữ SQL, đây chính là cái độ sóng xa sóng gần em nhé. Và anh em hãy để cho em về cái mức khoảng tầm -30 thì cái sóng của nó cực kỳ là khỏe. Và tiếp theo nữa là đến cái độ nhạy decibel em chưa ấy, AF ấy, và anh em có thể di chuyển đấy, càng lên cao thì nó càng tăng lên ấy, và càng xuống thì nó càng giảm đi. Thì bây giờ anh em nên để ở cái mức 3 hoặc mức 4. Thì những cái này thì em cũng căn chỉnh tiếng hết cho anh em rồi, cũng căn chỉnh tiếng cả về cái độ nhạy cũng như là sóng rồi. Thế nên anh em cũng không nên chỉnh nhiều trên cái đầu thu này. Đấy, và anh em có thể khóa lại cái bàn phím bằng cách em chọn chữ on và anh em ấn chữ set thì lập tức nó sẽ khóa lại. Những cái này thì nó rất là đơn giản rồi. Đấy, còn là volume thì anh em ấn cộng trừ ở đây, thì trong quá trình sử dụng anh em cũng không nên chỉnh nhiều trên cái đầu thu em nhé. Anh em phải tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn là về cái phần nội thất thì em cũng tháo vào quay anh em xem rồi, thì đây là một cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng đến từ công ty BF của Đài Loan. Thế nên anh em nhìn cái vỉ mạch của nó ấy cực kỳ là to luôn, và những cái linh kiện của nó thì rất là chất, rất là mới. Và những cái bộ mic ở đây thì nó đều được sử dụng những cái công nghệ sóng kép, sóng AB. Còn ở giữa thì nó gồm rất là nhiều con IC xử lý tiếng em chưa? Ấy, một cái phần xử lý tiếng của nó mà thậm chí có đến 15-20 con IC như này. Thế mà ngoài ra thì gồm rất là nhiều con linh kiện. Đây là một cái bộ mic siêu lịnh giọng, tiếng nhẹ, hát bay, giảm hú rít cực kỳ là tốt, và là một cái dòng mic đời rất là cao nhé. Và ở phía sau thì nó được thiết kế đến hai cái jack ca lông để cắm mixer làm sự kiện. Và em tặng kèm em một cái dây 6 ly, em cắm một cái lỗ giữa ở đây. Còn là về cái phần tay mic thì tất cả tay mic ở đây thì đều là những cái tay hàng sơn zin đâu nhé. Đều là những cái bộ mic vỏ zin, và bên em chỉ dọn qua một chút về cái phần dọ mic thôi. Và chống lăn chụp đuôi thì em cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em. Và những cái bộ mic ở đây thì nó đều có chế độ thông minh, là chế độ gia tốc thông minh và chế độ tự ngắt. Và trong cái quá trình sử dụng đây em sẽ hướng dẫn luôn anh em cách bật tắt tự ngắt của cái bộ mic này. Thì nếu như em muốn bật tắt tự ngắt thì em chỉ cần bật cái tay mic lên và anh em nhấn giữ hộ em cái bàn phím nguồn em nhé. Anh em nhấn giữ cái phím nguồn này khoảng tầm 10 giây. Đấy, nhấn giữ khoảng tầm 10 giây thì nó sẽ hiện lên các cái chế độ cho anh em chọn. Thì bây giờ em đang chọn ở cái chế độ P2. P2 là cả gia tốc thông minh và cả tự ngắt. Anh em ấn vào chữ off đây, nó tắt chế độ tự ngắt, và anh em ấn chữ P1 chính là cái chế độ tự ngắt không. Và anh em ấn chữ P2 thì nó sẽ ra cái chế độ vừa gia tốc vừa tự ngắt. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em qua cái tiếng của cái bộ mic này. 6 7 1 2 5 6 6 7
sầu đầy một ngày, lớp sầu sầu đầy sầu đầy một ngày. Vâng, thực sự anh em là cái tiếng của nó cực kỳ là hay luôn. Nếu anh em có tai nghe anh em đeo vào, anh em có thể cảm nhận được một phần của cái chất âm của cái bộ mic này. Thực sự của nó quá là hay luôn. Thậm chí là những cái bộ mic Beyer thì cũng không hay bằng những cái bộ mic đâu. Tiếng cực kỳ là lịnh giọng. Và em ngồi ngay sát loa đây nhá. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít. Một cái bộ mic đời cao có gia tốc chống sốc và có cả chế độ tự ngắt sau 5 giây. Và những cái bộ mic đều là những cái bộ mic hàng sơn zin tuyển chọn, nó đẹp như thế này. Và cái giá mới của nó dao động từ 5 đến 6 triệu. Và hàng bãi thì những cái bộ mic BF Zin 1 em biết rồi, nó khoảng tầm từ 2 triệu 1 đến 2 triệu 2 em nhé. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay em thanh lý cho anh em, em xả lỗ cho anh em những cái bộ mic BF K10 này với cái mức giá thậm chí nó rẻ hơn một cái bộ mic hàng nhái, một cái bộ mic hàng chợ, chỉ với 1.350.000 nhá. 1.350.000 em bao ship, bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng tiếng hay như quảng cáo em nhận. Còn nếu như không hay, không nhẹ, không đúng như quảng cáo, anh em cứ gửi lại cho em không phải mất nguyên tiền cước. Tuy cái hình thức của nó thì nó không được đẹp như mic mới em chưa. Nó không được đẹp như mic mới lắm, nhưng mà anh em nói chung là dùng tạm. Anh em sử dụng những bộ mic này thì đều được sử dụng là những cái bộ mic hàng zin. Còn là bên em dọn qua thì nó sẽ đẹp thôi, nhưng mà anh em sẽ không được sử dụng những cái bộ mic hàng vỏ zin này nữa. Và những cái vỏ zin này thì nó cũng còn khá là đẹp nhé, cũng không đến nỗi xấu đâu. Và anh em nào mà chốt được cái bộ mic BFK10 này với cái mức giá là 1.350.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79 7 5 hoặc là 0912 79 7 5 nhé. Đấy, chỉ có vài bộ này thôi. Đấy, cái giá của nó thì em xả lỗ vốn cho anh em luôn. Thực sự nha, nó quá là rẻ luôn. 1.350.000 anh em chưa mua nổi được một cái bộ mic hàng nhái em nhá, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic hàng xịn, hàng công ty chính hãng như này. Thế mà chỉ có 1.350.000. Và ngoài ra thì em cũng thanh lý nhanh cho anh em một cái bộ mic một tay, thì cái quá trình gửi hàng về thì nó sẽ có những cái tay bị hỏng, thế nên là bộ mic này thì nó chỉ còn một tay thôi. Thế nên em thanh lý nhanh cho anh em với cái mức giá là 600.000 nhé. Đấy, 600.000 một cái bộ mic có gia tốc thông minh, có chế độ tự ngắt, nó ăn với cái đầu thu ấy luôn. Anh em nào chốt được cái bộ mic nào thì hãy gọi điện giúp em nhé, cái số lượng nó không có nhiều đâu. Anh em đang xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic hay thì vui lòng kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây, kính chào và hẹn gặp lại.